Kính chào quý vị, tôi là phát thanh viên ảo Lan Trinh. Mời quý vị đón xem clip trên kênh STD hôm nay. Kính thưa quý vị, thông thường thì con heo chỉ có 4 móng. Nhưng đối với con heo 5 móng, người Nam Bộ không dám nuôi, cũng không dám bán hay xẻ thịt. Người ta quan niệm heo 5 móng không phải là heo, mà là người nào đó bị đầu thai vào hình dáng súc vật. Nhiều lão làng miền Tây còn khẳng định, nhìn cặp mắt của con heo 5 móng khác hoàn toàn so với đồng loại của chúng. Con mắt của nó biểu cảm như người, có vẻ sợ sệt, gian xinh, buồn bã. Đó cũng là lý do người ta không dám giết thịt heo 5 móng, bởi nhìn vào cặp mắt chúng cứ có cảm giác đó là một con người đang cầu xin tha mạng. Ở tỉnh Sóc Trăng có một ngôi chùa khá nổi tiếng có tên chùa Mã Tộc, dân gian gọi là chùa Dơi, không chỉ được yêu mến kiến trúc rất đẹp hay bầy dơi ngựa khổng lồ về đây trú ngụ, mà còn được nhiều người nhắc đến vì nghĩa địa heo 5 móng. Đây là địa điểm rất đặc biệt, nhuốm màu kỳ bí được xây phía sau chùa. Nếu không chuẩn bị tâm lý từ trước, du khách hẳn sẽ sởn da gà khi thấy những ngôi mộ bê tông nằm thẳng hàng. Trên bia mộ không phải chân dung con người, mà là đắp nổi những chú heo to lớn, béo tròn. Thậm chí, có mộ còn ghi cả tiểu sử, ví như năm Hợi, chết ngày 18 tháng 7 năm 1996 dương lịch, thọ 7 tuổi. Thân thế của chú heo năm Hợi nằm dưới mộ được các nhà sư kể như sau. Khoảng 30 năm trước, một cụ ông tên là Khiên thường đến chùa làm công quả. Một đêm, ông Khiên nằm mộng thấy có một phụ nữ đến gõ cửa chùa xin quy y cửa Phật. Sáng tỉnh dậy, cụ Khiên mở cửa nhìn thấy một con heo cái to nằm chình ình, quay mõm vào trong chùa nằm ngủ ngon lành. Cụ đánh thức, nó không dậy, cụ xua đuổi, nó cũng không bỏ đi. Nhìn kỹ, cụ thấy con heo này có một cái chân có 5 móng. Sau đó, cụ Khiên đặt tên cho heo là Nam Hợi và cho ở trong khuôn viên chùa. Heo Nam Hợi rất hiền lành, được các sư thầy chia sẻ thức ăn. Heo Nam Hợi khi chết nặng hơn 400 kg. Tháng 7 năm 1996, sau khi heo Nam Hợi chết, một nhà hảo tâm ở Sài Gòn tài trợ tiền xây cho heo Nam Hợi ngôi mộ khá đẹp. Mặt trước có hình con heo 5 móng, bên dưới trang trọng ghi dòng chữ Nam Hợi chết ngày 18 tháng 7 năm 1996 dương lịch, thọ 7 tuổi. Sau khi Nam Hợi chết một ngày, có người đàn bà từ Sài Gòn tìm đến chùa, nước mắt sụt sùi bảo với các nhà sư, nhiều lần người mẹ quá cố của con báo mộng rằng mẹ con quá kiếp thành heo, sống ở chùa Mã Tộc. Con mong các nhà sư cho con được làm lễ cầu hồn để linh hồn mẹ con được siêu thoát. Nhà chùa đã đồng ý để người phụ nữ này đạt được ước nguyện. Lễ cầu siêu xong xuôi, người phụ nữ này cho thợ xây ngôi mộ cho heo Nam Hợi, vẽ hình một con heo báo tốt lên bia, ghi tên Nam Hợi và cả ngày tháng heo Nam Hợi mất. Sau lần đó, các nhà có heo 5 móng, 3 giò, nghĩa là có một chân khác màu với 3 chân còn lại, đem gửi đến chùa cũng học làm theo. Khi nào heo chết, được nhà chùa thông báo, họ đến làm lễ mai táng, rồi xây mộ yên mã đẹp cho heo. Đó là lý do phía sau ngôi chùa Mã Tộc xuất hiện một nghĩa địa heo 5 móng như hiện nay. Những người dân sinh sống quanh chùa Mã Tộc đều hết sức tin tưởng vào việc heo 5 móng có thể sẽ báo oán nếu không được chăm sóc tử tế. Tuy nhiên, cũng có trường hợp người ta tiếc của nên vẫn nuôi heo 5 móng đến lớn, buôn bán đàng hoàng nhưng phải dùng chiêu. Khi trong bầy heo con sinh ra, nếu phát hiện có heo 5 móng, người ta liền lấy kềm cắt bỏ một móng. Do heo còn nhỏ lại bú sữa mẹ nên lành vết cắt rất nhanh. Trong một lần đi thu mua heo của bà con chăn nuôi, ghe của ông chệt lái heo người qua mua nhầm một chú heo 5 móng nặng gần 100 kg. Khi đưa heo đã bắt trói xuống ghe, tiền đã trả cho chủ thì người lái heo phát hiện con heo có 5 móng. Ông chợt quay lại đòi trả heo lại cho chủ nhưng không thành. Chủ heo cứ khăng khăng bảo cái dấu đó là do hồi nhỏ heo con bị heo mẹ đạp trúng nên bị như vậy, chứ 5 móng nổi gì. Đối lý nên ghe của chợt đành bỏ đi nhưng không dám mang heo về lò giết thịt. Thế là ông tháo dây phóng thích con heo. Một lúc sau, có mấy người đàn ông đi làm đồng về, thấy có con heo lạ, nghi heo bị lạc nên hùa với nhau bắt về làm thịt. Bẵng đi một thời gian, ông Thạch Do là một trong số những người tham gia bắt heo làm thịt hôm đó, bị tai nạn giao thông và qua đời. Sau vụ việc đó, dân làng đều hoảng sợ, cho rằng do ông Thạch Do dám đụng đến thần heo nên bị heo báo oán. Cũng có một câu chuyện, cách đây cũng mấy mươi năm, có một gia đình nọ, rất nghèo khó, sau bao nhiêu năm làm thợ mổ, nay cả nhà đã dành dụm được số tiền để mua được một con heo về xẻ thịt bán, nhưng chẳng may mua nhầm con heo 5 móng. Khi phát hiện thì trả heo lại, thì chủ heo cũng không chịu, vì đã chọn lựa kỹ rồi. Số tiền mua con heo này là cả gia tài của họ dành dụm thời ấy. Con mắt của nó biểu cảm như người, đang sợ sệt, như gian xin, buồn bã. Đó cũng là lý do người ta không dám giết thịt heo 5 móng, bởi nhìn vào cặp mắt chúng cứ có cảm giác đó là một con người đang cầu xin tha mạng. Do cái nghèo cái khó cũ thời ấy, nên họ làm liều. Sau khi mấy anh em đã bàn tính với nhau, họ đã quỳ lại heo 5 móng và khấn vái, do họ nghèo quá nên phải sát sanh, cầu mong heo 5 móng tha tội. Sau khi làm heo bán,
công việc đồ tể cũng thuận lợi, nhưng khoảng thời gian sau, người em thứ trong gia đình bị tử vong trong lúc làm heo. Theo quan niệm của một số người Khmer, những con heo có bàn chân năm móng là cốt tinh của con người, có linh hồn, bị đày đọa nên đưa đến để nhà chùa nuôi, giúp họ tu hành, để hóa kiếp. Khi heo nhà mà xuất hiện những chú heo năm móng, người dân không dám nuôi, cũng không dám giết thịt. Ngược lại, họ đối xử với heo năm móng như với con người, và đến khi heo chết, được an táng như người. Còn rất nhiều câu chuyện đầy màu sắc huyền bí, nặng mê tín xung quanh chuyện về những con heo năm móng. Rồi qua truyền miệng, mỗi người một kiểu, tự do đồn thổi, theo dệt trở thành chuyện ly kỳ, chứa đựng màu sắc huyền hoặc. Thậm chí, có rất nhiều người đến khu mộ heo năm móng ở chùa Mã Tộc để cầu xin thần heo cho số đánh đề, hay xin giàu có, cầu sức khỏe. Sở dĩ quan niệm của người dân về heo năm móng có phần lạ lùng như vậy có lẽ bắt nguồn từ một câu chuyện dân gian vẫn được truyền tụng. Thở xưa, nhà vua phong dược cấp cho một người làm thừa tướng nhằm giúp đỡ dân lành và trừng trị kẻ hống hách. Nhưng từ khi được phong chức, vị thừa tướng này không thực hiện theo những gì vua kỳ vọng mà đàn áp người dân, khiến họ càng đói khổ, cùng cực, ai oán. Sự căm phẫn của dân chúng đến tai vua. Qua điều tra, nhà vua đã hạ lệnh chém đầu vị thừa tướng này. Thừa tướng đầu thai làm heo năm móng, do khác thường có thêm một móng so với những chú heo khác nên bị người dân chửi mắng, đánh đập, không cho ăn. May mắn có một người thấy thương xót bèn đem con heo này vào chùa. Sư trụ trì bấm quẻ thì phát hiện kiếp trước của con heo năm móng là vị thừa tướng, nên đề nghị các sư trong chùa đối xử với con heo như người, không được chửi bới hay đánh đập. Qua từng năm, con heo năm móng này lớn dần dưới sự chăm sóc của các nhà sư trong chùa. Bỗng một hôm, sư trụ trì có việc đi xa nên dặn nếu con heo này chết thì mọi người sẽ thịt đem ra chợ phát cho dân để trả lại những gì mà vị thừa tướng gây ra cho họ. Có vậy ông ấy mới thoát được nghiệp chướng. Khi sư trụ trì đi được vài tháng thì con heo năm móng chết, nhưng do thương tiếc con vật đã sống trong chùa nên các sư không xẻ thịt mà đem đi chôn và lập mộ heo năm móng. Chùa Mã Tộc nhận nuôi heo năm móng từ năm 1989, mỗi năm nuôi chừng 4 năm chú heo đặc biệt này. Đáng tiếc, hiện nay, tại chùa Mã Tộc không còn bóng dáng heo năm móng. Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Sóc Trăng thông tin, trong chùa dơi không nhận nuôi heo năm móng nữa, nhưng người dân canh ban đêm đem thả trước cổng chùa. Nuôi trong chùa không có chỗ để phân, còn thả rông thì chúng quậy phá, làm môi trường trong chùa rất tệ hại. Vừa qua, nhà chùa có yêu cầu, lãnh đạo sở giải quyết những con heo năm móng này và sở đề nghị chi cục thú y đến bắt đi đem thả nơi khác. Đến nay, còn tồn tại ở chùa Mã Tộc chỉ là những ngôi mộ heo trên diện tích chừng 15 m², cùng với câu chuyện kỳ bí, liêu trai về những con heo cốt tinh. Đó có thể coi là một nét độc đáo về văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer ở vùng đất này. Cảm ơn quý vị đã xem clip của chúng tôi và xin hãy bấm like và subscribe trên kênh để nhận thông báo clip mới. Phát thanh viên Ngọc Trinh xin kính chào và hẹn gặp lại ở video clip sau.